Vâng, lại xin chào toàn thể các bác. Thì lại tiếp tục gặp lại các bác trong một cái video của ngày hôm nay. Thì bên shop lại giới thiệu đến cho các bác cái mẫu kéo cắt cành. Và đây là một cái kéo cắt cành Santa đến từ Đài Loan, nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhé. Cắt kéo cắt cành nó cũng có nhiều loại, nhưng mà bên shop thì chỉ giới thiệu những cái sản phẩm tốt nhất thôi. Và ngày hôm nay đây thì sẽ giới thiệu cho các bác cái mẫu kéo này. Và đây là một cái mẫu kéo hoàn toàn mới. Đấy, tại sao mới mà tôi đem ra giới thiệu cho các bác? Bởi vì là có một khách hàng, đấy, bác ở Bắc Linh. À, bác ấy mua về để tỉa cành thì bác yêu cầu là chúng tôi phải test cái sản phẩm này luôn, tức là nếu mà tí nữa bác nhận được hàng là cái này nó sẽ có vết cắt, còn cái cưa thì tôi sẽ vẫn để ở đây, cái cưa thì sử dụng nó rất là dễ rồi. Đây là một cái kéo mới. Trước khi giới thiệu chi tiết về sản phẩm thì tôi sẽ thao tác thực hiện những cái chức năng của cái cây kéo này để các bác nào mà chưa biết đến cái mẫu kéo này có thể tham khảo để xem là nó cái tiện ích của nó đem lại cho các bác là cái gì và các bác có lên mua hay không. Thì đây là cái cây kéo, thì nguyên bản thì nó sẽ chỉ ngắn như này, là 1m8. Thì khi chiều cao cơ thể các bác cắt đã cắt được tầm đến 3m rồi. Thì ở đây tôi thao tác là cắt những cái cành, tỉa những cái cành mít này. Thì đây là tôi lại tiếp tục làm ở cái vườn mít nhà tôi. Đấy, thậm chí là một cái cành to này tôi cũng có thể cắt được các bác nhé. Đấy. Đấy. Rất là đơn giản luôn. Đây, các bác thấy là cái cành to bằng cỡ này nhé, bằng ngón tay. Đây các bác nhìn thấy đây. Thì chiếc kéo này cắt vẫn rất là ngọt. Đấy. Không phải vì mới mà nó ngọt đâu, mà vì là cái này ý, là nó là hàng xịn. Đấy. Thì dành cho các bác nào đam mê về chuyên chơi hàng xịn thì cắt rất là ok. Tôi cắt tiếp một cành nữa nhé. Bác giữ chắc chắn và cắt ok, rất là to. Nên nhiều bác cứ thắc mắc bảo là cắt được cành to bằng nào, thì đây là cụ thể này. Thì đấy là cái cách để các bác có thể cắt được những cái cành trên cao xuống mà hoàn toàn là các bác không phải leo trèo lên cây. Đấy, thêm một cái chức năng nữa là kéo dài. Đấy, khi các bác kéo dài lên thì cây kéo này chiều cao tối đa của nó là 3m các bác nhé. Đấy, ở những cái này này nó có sẽ có những cái lỗ, các bác quan sát kỹ này. Đấy, tay tôi chỉ. Ở trong này nó có một cái mắt xích để nó chạy, khi các bác cắt thì nó sẽ chuyển động cái lưỡi cắt ở kia. Đây, bây giờ tôi sẽ cắt, anh quay phim anh giữ ở đấy nhé. Đây tôi cắt ở phía đây thì nó sẽ chuyển động. Đây, các bác thấy đấy. Bây giờ nếu lối dài lên các bác nhé, thì nó sẽ cắt được là tối đa được 3m cộng với chiều cao cơ thể các bác là 2m nữa, thì sẽ cắt được những cái cành từ 5m đổ xuống các bác nhé. 5m tôi nghĩ là khá cao rồi. Đấy, 5m là thoải mái cho các bác dùng như cây mít này nhà tôi. Cây này thì nó phải cao, phía ngọn thì nó rất là cao. Đây, tôi vẫn tiếp tục cắt tỉa những cái trái này đi, loại bỏ những cái cành không cần thiết, những cành răm, những cành ở tán trong, để cho cây của mình phát triển tập trung vào những cái nhánh chính. Đấy là cái kỹ thuật làm vườn thì chắc là các bác nào cũng biết rồi. Đấy, thêm một cái chức năng lối dài các bác nhé. Bây giờ tiếp tục thêm một cái tính năng nữa là thao tác lấy những cái quả ở trên cao với chức năng là kẹp quả lại và giữ quả xuống, làm sao cho cái quả của các bác nó không bị rơi vỡ dập. Bây giờ đây là một cái quả này, tôi sẽ bỏ cái vì quả mít này tôi sẽ bỏ, cho nên tôi sẽ lấy từ từ xuống. Đấy, tôi đưa máy rất là chậm thôi để các bác hình dung được cái quá trình nó lấy quả xuống. Thì đây là cái quả mà tôi bỏ đi ấy, cho nên là tôi cắt bỏ xuống. Nhưng mà nếu các bác hình dung đây là một cái trái ăn quả chín thì các bác từ từ hạ xuống để tránh cái việc là cái quả này nó sẽ bị vỡ và rơi. Thì đấy là cái chức năng thứ hai là lấy quả. Tôi sẽ cắt thêm một trái nữa cho các bác xem. Đây, tôi sẽ cắt thêm trái bên này. Đằng nào thì cũng bỏ những cái trái này đi bởi vì nó mọc ở, nó ra ở phía cành ở phía bên ngoài. Đây các bác có thể thấy là tiếp tục một trái nữa được lấy xuống. Thế nếu đây là một chùm nhãn hoặc đây là một chùm vải hoặc là một trái hoa quả nào bất kỳ chín thì các bác hạ xuống rất từ từ tránh cái việc dập vỡ. Đấy là chức năng thứ hai. Và thêm một cái chức năng nữa là các bác kết hợp với cái lưỡi cưa. Cái lưỡi cưa thì các bác cắt ở đây, lắp vào đây thì các bác sẽ cắt được những cái cành rất là to. Đấy, cái thao tác dùng cưa để cắt, các bác kích xuống cái đường link ở phía bên dưới phần mô tả của cái video này hoặc cái phần ghim ở bình luận. Các bác, tôi sẽ để cái đường link ở đấy, thì các bác bấm vào đấy để xem cái cách sử dụng cưa để cho nó tiện. Thì đây là một cái cây kéo hoàn toàn mới rồi, tôi đã thao tác cắt.
Thì cái sản phẩm này khi gửi đến là bác Hà, khách hàng chiều nay chúng tôi sẽ gửi cái kéo này thông qua cái dịch vụ của bưu điện ấy. Nhiều bác thì biết rồi. Thì nếu bác nào chưa biết thì tôi xin chia sẻ luôn là như này. Hàng ấy thì chúng tôi sẽ gửi hàng qua cách là đóng gói vào và gửi qua nhân viên chuyển phát của ngành bưu điện Viettel hoặc là những cái đơn vị chuyển phát ra hàng, hàng sẽ chuyển đến. Thì các bác cứ bóc hàng ra kiểm tra, tất cả ngon lành cành đào thì các bác mới thanh toán tiền. Không bao giờ lo sợ cái dịch vụ là sẽ mất tiền trước khi nhận được hàng. Hàng đến ý, chúng tôi luôn luôn là khuyến cáo các bác nhé, là phải kiểm tra hàng, sau đấy thanh toán, tiền. Đấy, có vấn đề gì khiếu lại về sản phẩm hãy alo trực tiếp ngay tại thời điểm nhận hàng để chúng tôi tư vấn hỗ trợ các bác ngay tại thời điểm đấy là dễ nhất, giải quyết làm sao cho cả hai bên cùng hài hòa. Đấy, một cái sản phẩm rất là chất lượng, đặc biệt là dành cho các bác có tuổi mà làm vườn thì rất là tuyệt vời luôn, không bao giờ phải lo leo trèo tỉa trái, tỉa cành, tỉa trái, làm cây cảnh, làm vườn. Đấy, các bác làm trang trại, làm quy mô nhỏ hay là lớn thì đều có thể sử dụng cái mẫu kéo này. Ở một cái video mà tôi cũng nói cũng khá là nhiều rồi. Đấy, còn cái vấn đề là về thắc mắc cũng ví dụ như là cái chất liệu của cái thân kéo này bằng cái gì, hay là tất tần tật những cái vấn đề về liên quan đến chiếc kéo cắt cành này, thì các bác hãy alo cho chúng tôi theo cái số điện thoại cạnh cái tiêu đề video hoặc là phía bên cái đường link mô tả bên dưới hoặc dưới màn hình đều để số điện thoại để các bác rất là dễ dàng mua. Và thêm một cái chi tiết nữa chia sẻ các bác là bình thường thì tôi là chủ shop bán hàng cho nên là tôi sẽ hay giới thiệu về những cái sản phẩm, tuy nhiên mà khi các bác mua ấy, thì sẽ có anh em tư vấn trong tổ tư vấn bán hàng của chúng tôi tư vấn cho các bác trực tiếp về cái mẫu sản phẩm này, cho nên là các bác cứ đặt hàng vô tư thoải mái đi. Đấy, bây giờ thì tôi xin kết thúc cái video này và đóng gói lại chiếc kéo này để gửi cho bác khách hàng ở Bắc Linh của chúng tôi. Thì một lần nữa các bác mua hãy alo chúng tôi và hãy ủng hộ bằng cách là hãy tin rằng là đây là cái sản phẩm tốt nhất mà chúng tôi đưa đến cho các bác. Bây giờ thì xin chào và gặp lại các bác ở những cái video sau.